Không chỉ được biết tới là một đạo diễn xuất sắc mà Vương Tinh còn nổi tiếng trong vai trò của một nhà biên kịch và đặc biệt ông còn là một nhà sản xuất phim có tiếng tại Hồng Kông. Từ lúc bắt đầu sự nghiệp tới nay, ông đã có trong tay gần 200 tác phẩm lớn nhỏ, nhiều lần hợp tác với những ngôi sao hàng đầu châu lục và một trong số đó có thể kể tới phim ông hợp tác cùng nam diễn viên Nhậm Đạt Hoa, ra mắt vào hồi năm 1992 và tạo nhiều sự chú ý khi có khá nhiều cảnh quay nóng bỏng. Đó chính là Sát Thủ Lọa Thế, thuộc thể loại hành động, hình sự và tâm lý. Phim chính là bước đệm đưa tên tuổi của nữ diễn viên xinh đẹp Khẩu Thục Trinh tới gần hơn với khán giả. Đây cũng là phim mà cô phải cởi nhiều nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Nội dung của phim Dake Killer kể về câu chuyện của một cô gái trẻ bí ẩn trẻ tuổi tên Kitty, người được đào tạo đặc biệt bởi một chuyên gia về võ thuật để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Sau đó cô được tuyển dụng bởi một kẻ giết người thực sự, một phụ nữ nổi bật nhằm mục tiêu vào những kẻ hiếp dâm và thực hiện các hành vi tình dục điên cuồng ngay tại nhà của những kẻ đó. Tất cả được làm việc một cách nhanh gọn, không dấu vết, nhưng cái cách mà những sát thủ này hạ gục con mồi không khỏi khiến các điều tra viên cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt, họ không nghĩ rằng nó được thực hiện bởi một người con gái. Trong khi đó, nam cảnh sát Tin Nam là một người tài giỏi những tính cách nóng nảy vì thể thường xuyên sai phạm trong công tác, nên bị cấp trên ghét bỏ và không tin vào những lời phán đoán của anh về hung thủ. Tuy nhiên, điều trùng hợp là tình cờ anh lại quen với chính Kitty. Hai người rất hợp nhau, thi thoảng đi chơi cùng nhau và để rồi tình cảm nảy sinh. Mặc dù vậy, anh cũng không biết gì về thân phận đặc biệt của cô. Sau đó không lâu, cảnh sát bắt đầu có một kế để dụ hung thủ ra khỏi hang. Đó chính là tung tin cũng như diễn cảnh hiếp dâm. Hình thức diễn tập này đã tỏ ra hết sức hiệu quả khi thu hút sự chú ý của những kẻ ám sát là Kerry Người. Một kẻ giết người đồng tính nữ đã sẵn sàng tử bỏ con mèo tình dục của mình vì mi ác quỷ. Liệu rằng sát thủ lõa thể thực sự là ai và cuối cùng có bị pháp luật trừng trị? Trong khi đó, chuyện tình cảm của Tin Nam và Kitty sẽ ra sao sau khi anh biết được thân phận của cô?